Mét sau 2 mét nhỉ anh nhỉ? Ừ. Sập 3 bông đấy. Sập 3 bông hàng tái. 3 bông hàng tái, mặt 2 lá. Lành tiếp. 2 lá không. Chỗ này nó ghép kín đến bộ không nhìn thấy vết ghép luôn. Dã man đấy. Tít mít. Con này mà nó đánh tẩy ra nữa là tít mít luôn. Cao là chắc là 58 nhỉ anh nhỉ? Ừ, tầm lớn hơn. 3 bông. Có khảm rộng. Con này thì cứ thế này mà tẩy mộc ra thôi. Cứ này tẩy mộc ra là chơi thôi. Này là cái lớp vét mi cũ của nó. Khảm mét 6 2 mét. Mười nha, này đẹp quá. Tam diện ba mặt. Có lớp vét ni cũ. Này nó không lọ vân gỗ lắm. Còn lại này tít mít đi. Tít mít hết.